Mình nuôi nuôi như vậy này, cái mình ngâm ngâm xong cái mình luộc nha, luộc bò nè, mình ướp với ngò, mình sắc nhuyễn, cái mình ướp với dầu hào, rồi mình xào với bơ với tương ớt. Mình luộc như này nè mọi người, cho chín luôn vậy á. Giờ thì mình ngò hồi nãy mình sắc nhuyễn nha, giờ mình ướp nha. Ướp đơn giản, đừng để thêm gì nha mọi người, chỉ để như vậy thôi. Tôi nói nhiều thôi mọi người, tại dầu tại bỏ ít đó. Tiêu vớt ra năm nước này, cho vô nước trực tiếp, mình chỉ mọi người cho vô nước cho nó ráo nước á. Mình xả nước ra nè, cho nó đựng nóng, nó lủng lỗ nha. Nước hoài cho mình, mọi người để con ngáo là xào nuôi nha, ngáo là xả nước cạn nha. Mình ăn thử cái mình mà nhìn là được cái mình. Giờ mình nấu nha mọi người. Này cái nắp này mọi người, hoài gần thay nắp bây giờ phải mở ra. Bơ nha, mình nấu bằng bơ mới ngon đó mọi người. Nãy giờ quên bật bếp. Mình phải để bò vô trước đó mọi người, tại cho bò chín nuôi mình chín rồi á. Mình cho hết ra nè, xíu không có gì mình lấy này, mình lấy mình phân ra. Mình cho miếng đậu ăn cho thịt bò mềm mọi người, nhớ là để dầu hào có tương ớt thôi nha, người để nêm á là nó bị mặn hoặc ngọt á mình không ăn được á. Mình cho miếng cà tím mọi người, cho tới ớt cho cà tím. Nào dầu đường ha,
cho cái màu nó ăn. Thì màu nó sẽ ngon hơn. Mình thì thích cái gì cũng có màu á, ăn không ớn. Rồi giờ thì mình lấy ra ha. Tính như mình ăn bao nhiêu á. Mình cũng phải chừa nước cho bên kia á. Nồi giá này mình để luôn nha. Mình lại xào tiếp nè. Cái này biết sao có màu đẹp nè. Là màu xanh ớt nè, dầu hào nè, với màu đều á. Cái màu đều nè, màu đều nó nổi mình để nữa. Mình xào cho đến khi nào nó tạo nhỏ nè. Nó có đủ hết nó cũng ngon nè. Mình thì thích vậy. Mình cho ngò vô, cho vừa thơm nè, vừa thấy nè, vừa đổ thấy nè. Mình cho nó ngò chất hết nè. Mình xài hơi lâu á, chủ yếu mình cho nó thấm gia vị với nhau á. Nên mời mọi người nha, mình hoàn thành rồi đó nha. Mình muốn đẹp thì mình thêm miếng đó là cái mình chỉ tương ớt nha mọi người.
tại mình hết rồi đó, cho nên mình sẽ mời mọi người ăn nuôi sò bò nha. Đó, nó khét khét rồi mọi người. Mời mọi người ăn với mình nha.